Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. 25 lời vàng ý ngọc thay đổi vận mệnh của bạn. Trong cuộc sống, 10 phần thì có đến 7, 8 phần không như ý. Thế nhưng, cảnh tùy tâm chuyển, nếu như xã hội luôn thay đổi thì lòng người cũng không ngừng đổi thay. Bởi vậy, khi mỗi chúng ta có thể tìm cho mình một lối đi riêng, một kim chỉ nam tiến bước thì sợ gì không có ánh sáng cuối con đường. Vậy đâu là kim chỉ nam đưa ta tới con đường của riêng mình? Đó chính là quan niệm, là cách nhìn nhận, là thái độ sống của mỗi người. Dưới đây là 25 cách nhìn về cuộc sống, rất có thể sẽ cho bạn một điểm tựa tâm hồn. Một, ai cũng có ngày phải về hưu, nhưng không phải ai cũng có được sự đảm bảo cho thời về hưu của mình. 2. Một sự việc mà tất cả mọi người đều cho đó là cơ hội, thì kỳ thực, nó đã không còn là cơ hội nữa. 3. Đừng mãi ôm giữ quá khứ mà không buông, bởi rất có thể bạn sẽ mất cơ hội bước sang một ngã rẽ mới để vượt lên chính mình. 4. Cá sống thì bơi nước ngược dòng, cá chết thì thuận dòng mà trôi. 5. Sinh mệnh không quan trọng là sống dài hay ngắn, quan trọng là ngộ sớm hay muộn mà thôi. 6. Nhân sinh thành bại, tất cả đều chỉ khác nhau ở một niệm. Người nghĩ thông thì tương lai rộng mở, kẻ không thông thì ngõ cụt tối tăm. 7. Tuổi trẻ là vốn liếng, nhưng nỗ lực lại là giá trị. 8. Người trí huệ làm nên cơ hội, người mạnh thì nắm bắt cơ hội, kẻ yếu thì đợi cơ hội. 9. Bầu trời đẹp nhất là bầu trời sao, nhân gian đẹp nhất là tình người chân thật. 10. Đời người thì điều gì cũng có thể buông bỏ, nhưng không thể buông bỏ hy vọng và niềm tin. 11. Thắng người vạn lần không bằng thắng mình một lần. 12. Tự tin chính là nguồn sức mạnh vô tận. 13. Người khác xem thường mình đó là bất hạnh, tự bản thân không xem trọng mình lại càng bất hạnh hơn. 14. Trắng tay cũng là một loại giàu có, bởi nhờ đó mà người nghèo có thêm động lực tiến lên. 15. Con người thường hay lấy điều trong sách vở để phán đoán những điều bản thân mình không biết, lấy cái sai để nhận định cái đúng. 16. Thà để người khác cười một lúc chứ đừng để người cười mình một đời. 17. Trẻ không nỗ lực, già ôm hận cũng chỉ là vô nghĩa. 18. Có thể chịu được cái khổ mà người khác không chịu được, nhẫn cái nhẫn mà người khác không nhẫn được, làm việc người khác không làm được, bạn sẽ nhận được tất cả những gì mà người khác muốn cũng không được. 19. Chúng ta có thể mất đi tuổi thơ, chứ đừng để mất đi trái tim mộng mơ. 20. Người thông minh nhất là người lấy cái sai của người khác làm kinh nghiệm cho mình, người dại nhất là người lấy cái sai của mình để làm kinh nghiệm. 21. Cho tiền bạc là hạ sách, cho năng lực là trung sách, cho quan niệm là thượng sách. 22. Con người thường là buông bỏ thì hữu hạn mà tham lam là vô hạn. 23. So đo với người khác cái lợi trước mắt là mất đi cái lợi tương lai. 24. Cho con cái tiền tài không bằng cho con cái quan niệm. 25. Nhìn sai việc thì khổ nửa đời, nhưng nhìn sai người thì một đời phải khổ. Điều quý giá nhất của con người không phải là có bao nhiêu tiền tài mà là có được một trái tim thuần tịnh. Lấy thiện đãi người chính là kim chỉ nam đến bến bờ an lạc. Vì vậy để tăng cường thêm cát khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Nhân, gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi,
tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892 hoặc để lại họ tên, tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.